Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Mobin IC Thông Tính. Thì ngày hôm nay bên xưởng em mới về được khoảng 1.000 con IC Rin các loại. Và đây là những con IC được tuyển chọn khá là tốt. Và những mẫu IC này thì hàng thông dụng trên thị trường. Các bác nào đang cần về máy cưa, máy xăng thì các bác có thể liên hệ em nha. Và bây giờ em sẽ quay cho các bác xem một số loại IC thông dụng bên xưởng. Đây có TD24T33 nè, con này là Komatsu G2500, nhiều loại lắm. Các bác có thể xem một số mẫu sau đây nha. Con này là 411 Rin nè, cắt cỏ. Con này cưa cu lóc Mỹ, con màu trắng. Con này là Echo xanh, Echo trắng. Con này là Shinwa S2002, con này là Komatsu. Komatsu luôn hay gì vậy? Con này là Komatsu luôn, TZ luôn. Rồi, cái này con này là của 330. Rồi Gren. Gren cưa cắt cỏ. Nó cưa Trung Quốc. Với trên đây thì đó là một số cái loại thông dụng IC Rin Echo 260 đâu nè. G2K, 3K, 4K. TL26. T170 có loại riêng, có loại tích hợp nữa. Shinwa S25, 350. Rồi, bác nào cần liên hệ em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.